À, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube Nam Audio 61 Hôm nay em giới thiệu với anh em mình cái đôi đôi loa đồng trục nhé Đôi loa đồng trục cực kỳ hiếm luôn Cực kỳ hiếm và cực kỳ đẳng cấp của JBL anh em nhé à, Cái này anh em mình có cái thùng mà dạng tan noi bát 40 anh em mình lên cái thùng thì thôi Hết biết luôn Đôi này thì cực kỳ xuất sắc nhé Nó nằm trong top của thằng JBL anh em nhé Thì à, trước khi mà giới thiệu chi tiết thì em cũng nói sơ là cái đôi này nó có một cái lỗi nhỏ anh em nhé để mà quay rõ cho anh em xem mặt trước thì nếu như em không nói thì chắc anh em cũng không biết đâu mặt trước thì nhìn rất đẹp anh em nhé có điều là nếu như mà anh em mình mà nhìn kỹ thì ở đây là nó có một vết nè nó có một cái vết này đó bên kia họ đã dán lại anh em nhé họ dán lại ở mặt sau này sẽ nhìn thấy vết keo này nhưng mặt trước thì nhìn nó nó sẽ có hơi một cái vết đó tại vì thực tế là em nói thật với anh em là bên nhật họ không có uh, họ không có cái tay nghề đâu cho nên họ dán vào để họ nghe thôi đó và họ dán keo đằng sau đây đó đây anh em mình nhìn có thể để em lật em úp xuống cho anh em mình xem nhé đây anh em mình coi luôn cái mã loa luôn đây họ dán keo vào đây anh em nhé đó họ dán keo vào đấy nó có một cái vết cấn ở ngay cái 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 loa ở phía bên tay trái đây nhá còn cái bên đây thì rất đẹp anh em nhé đấy nó có một cái lỗi nhỏ đó thì nói chung nó không ảnh hưởng gì đến chất âm hết anh em toàn bộ màng của nó vẫn còn zin còn rất là đẹp luôn đó, nó bị cấn ở một cái miếng gì đó người ta dùng keo người ta dán Đấy. nó bằng đúng ngón tay của em anh em nhé đầu ngón tay này đó. nhưng bên đó thì họ không có tay nghề họ không có khéo như cái người Việt Nam mình em họ dán cho nó dính vô thôi chứ họ không có liên quan họ không có để ý lắm về cái cái vấn đề của cái mỹ quan nữa đó. đôi này nó có mã là JBL 2150 anh em nhé JBL 2150 8 ohm Đôi loa đồng trục nó đầu vào của nó nó gồm uh, đầu bass low frequency là nó sẽ chạy cái cái bass này anh em nhé nó sẽ chạy cái bass này và đây là có cái nón cái nón của cái trung âm và cái chép đây nó xài hai cái cuộn côn cho hai cái giải tần trên cùng một cái cái này nó loa đồng trục rất là hay nhé điểm cắt tần là một hai năm trăm hz anh em tần số chéo đấy anh em nhé thì anh em mình uh, có thể về để độ tụ với lại phân tần cho nó hợp lý nhé hoặc là em có phân tần N1002 ấy, của thằng JBL hàng chính hãng luôn phân tần thì 6 triệu rưỡi một bộ anh em nhé phân tần JBL N1002 thì anh em mình có thể dùng cho cái này luôn hoặc là anh em mình về có thể gắn tụ hoặc là 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 độ phân tần cho cái này anh em nhé tần số chéo của nó là 1002 cái đôi này thì bình thường nếu như nó không có cái lỗi này thì đôi này nó tầm khoảng 25 triệu anh em nó có cái lỗi nhỏ này thì thì em sẽ để anh em giá cực tốt anh em nhé Nói chung nó không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé anh em mình vô thùng thì chả chả thấy được đâu anh em đó. vô thùng cực kỳ đẹp và cực kỳ gấu luôn âm thanh thì xuất sắc anh em nhé à, anh em có nhu cầu cái đôi này liên hệ trực tiếp với em điện thoại zalo 0977885088 gặp nam anh em nhé anh em mà muốn lấy cái đôi này thì liên hệ với em à, trao đổi giá anh em mình có để có giá tốt anh em nhé chứ đôi này thì nó đắt tiền lắm anh em từ nó từ anico anh em nhé anh em lưu ý là những cái loa mà chất lượng cao của JBL nó làm từ Anico hết anh em nhé nội cái cặp cụ từ đây đã, đã hết chất lượng và giá trị rồi anh em xương gan đúc màng nói chung còn rất đẹp có một cái lỗi nhỏ thôi anh em nhé còn còn lại là tuyệt đối là là zin hết anh em nhé Đấy, em quay em soi chậm chậm mặt trước anh em mình xem lại tí nhá đồng trục JBL rất là đẹp luôn nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả anh em ạ à. anh em mình về lên lên thùng cũng còn rất là đẹp luôn và cũng rất là đẳng cấp luôn anh em nhé đấy thì em thông báo rõ là cái tình hình cái cặp loa nó như vậy anh em nào mà có nhu cầu lấy cái đôi này liên hệ với em chất âm thì khỏi nói rồi khỏi bàn rồi anh em nhé nó thuộc dạng top rồi anh em nhé đồng trục thì nó hay hơn loạt toàn giải rất nhiều anh em nhé nó đủ giải hơn ok À, anh em nào có nhu cầu xin liên hệ với em theo điện thoại Zalo 0977885088 Cảm ơn anh em rất là nhiều Xin chào anh em